Vị thủ tướng 70 tuổi của Campuchia, ông Hun Sen, vừa tuyên bố sẽ từ chức sau 38 năm cầm quyền. Trong bài phát biểu đặc biệt trên đài truyền hình quốc gia Campuchia, Thủ tướng Hun Sen cho biết quốc vương sẽ ra sắc lệnh bổ nhiệm thủ tướng mới cho con trai cả của mình, ông Hun Manet, trong khoảng 3 tuần nữa. Thông báo trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, cầm quyền giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Campuchia khóa 7. Đảng Nhân dân Campuchia đã giành được 120 trên tổng số 125 ghế nghị sĩ và theo quy định, ứng cử viên của đảng chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ là thủ tướng. Sinh ra và lớn lên tại Phnom Penh, ông Hun Manet, sinh năm 1977, là con cả trong số 5 người con của Thủ tướng Hun Sen. Năm 1995, ông Manet gia nhập quân đội Campuchia và được cử du học tại Mỹ và Anh. Ông Manet tiếp tục học và nghiên cứu sâu hơn về kinh tế, thành công lấy được bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York, Mỹ, vào năm 2002 và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol, Anh, vào năm 2008. Song song với quá trình học tập, ông Manet cũng từng bước thăng cấp trong lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia. Từ phó đội cận vệ của cha ông, Thủ tướng Hun Sen, ông Manet nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm và trở thành người đứng đầu lực lượng đặc biệt chống khủng bố quốc gia. Hiện, ông Manet đang giữ hàm tướng 4 sao và là tư lệnh lục quân kiêm phó tổng tư lệnh của quân đội Hoàng gia Campuchia. Ngay tại thời điểm ông Manet được cha chọn làm người kế vị, ông đã nhận được sự quan tâm và sự chờ đợi từ công chúng và cộng đồng quốc tế.